vô địch, trị liệu, thiên phú, hệ thống, dị năng, học viện, ở cái này toàn dân thức tỉnh đời đại, Phương Chính rất may mắn, bởi vì hắn sớm thức tỉnh, cũng rất bất hạnh, bởi vì là trị liệu thiên phú, ở chỗ này, trị liệu thiên phú là không có bất kỳ sức chiến đấu, ở trên chiến trường, chỉ có thể làm hậu cần, có thể trị liệu thiên phú cường đại chữa khỏi năng lực lại bị các thế lực lớn nhìn trộm, bằng mọi giá phải khống chế chúng thành vật phẩm độc quyền của mình. Quý tộc Thế gia thế lực lớn. Tất cả mọi người đều muốn Phương Chính làm chó của bọn họ. Nhưng ai cũng không biết, Phương Chính mỗi lần trị liệu cho người khác đều có thể ngẫu nhiên đạt được điểm thuộc tính hoặc thiên phú của đối phương. Ta ngã bài, không giả bộ. Phương Chính một quyền dây rớt viễn cổ cự long. Tất cả mọi người trầm mặt. Chương 1 Thức tỉnh chữa trị chi lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không có tiền vậy cậu mau cút đi cho lão tử. Nơi này cũng không phải là tổ chức từ thiện gì. Không có tiền khám bệnh gì. Tôi, tôi nhất định có thể xoay sở được tiền, van cầu ngại gia hạn thêm vài ngày. Tháng trước ngươi cũng nói như vậy, mau mang theo con trai ngươi cút, đừng ép chúng ta động thủ đuổi ngươi đi. Bác sĩ, làm ơn. Ngươi cầu xin ta cũng vô dụng, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, hắn không có khả năng tỉnh lại. Không đâu, tiểu chính nhất định sẽ tỉnh ngươi nhận rõ sự thật đi hắn hiện tại cùng người chết có cái gì phân biệt thắt lưng của ta phương chính con mắt khẽ nhúc nhích theo bản năng muốn che thắt lưng lại phát hiện không thể động đậy bên cạnh còn có một nam một nữ đang tranh chấp cái gì phương chính trong đầu lập tức hiện lên từng cái từng cái hình ảnh hắn là một tên cô nhi sau khi lớn lên vào trường cảnh sát lại bị chọn trúng đi làm nằm vùng mà sớm tốt nghiệp sau đó mười mấy năm bên trong, hắn quá nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn là bị phát hiện nằm vùng thân phận, bàn phái đại lão mang theo người giác thắt lưng của mình, còn đâm mấy đau. Cùng lúc đó, một loại ký ức khác cũng ngay sau đó xuất hiện, chính là hắn vốn có một gia đình vui vẻ, thẳng đến vụ tai nạn xe cộ năm một một tuổi. Phương Chính hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, thân thể suy yếu cùng cắm đầy ống dẫn, để cho hắn biết tai nạn xe cộ cái kia ký ức cũng là thật, Hiện tại hắn ngược lại là có chút phân không rõ chính mình là xuyên qua hay là làm một giấc mộng rất dài. Tiểu chính tỉnh rồi. Tiểu chính tỉnh rồi. Người phụ nữ nhìn về phía bệnh nhân trên giường, đột nhiên kích động. Bác sĩ nghe vậy lắc đầu, xem ra nữ nhân này đã điên rồi. Bệnh nhân này hắn hiểu rõ nhất bất quá, đưa vào bệnh viện thời điểm đã là cái dạng này, 7 năm trước bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa mất mạng, nhưng mặc dù cứu trở về cũng biến thành người thực vật cả đời chỉ có thể dựa vào dụng cụ duy trì sinh mệnh thể triệu ai bác sĩ cũng thở dài một tiếng nói thật ông cũng rất đồng tình với người phụ nữ này nhưng kiên trì như vậy là không có ý nghĩa nghe nói người phụ nữ này vì có thể để cho con trai tiếp tục sống đã mượn mấy trăm vạn hắn cũng không muốn nữ nhân tiếp tục như vậy chỉ có thể làm người xấu xí một lần đau dài không bằng đau ngắn đi bác sĩ anh mau nhìn mắt anh ta đang động. Người phụ nữ kích động kéo bác sĩ tiến lên. "Hả?" Bác sĩ này vừa nhìn, quả thực giống như gặp quỷ, muốn bao nhiêu khiếp sợ có bấy nhiêu khiếp sợ. Bệnh nhân này quả thật đã mở mắt, con ngươi vẫn còn động. "Cái này cũng có thể tỉnh lại, đó quả thực là kỳ tích y học a." À? Hắn lập tức an bài y tá lấy ra dụng cụ, đối với phương chính một phen tỉ mỉ kiểm tra, kết quả cuối cùng là hắn thật sự tỉnh. Kỳ tích. Thật sự là kỳ tích a, à, bác sĩ cảm thán một tiếng. Người phụ nữ khó nén kích động trong lòng, nhưng ánh mắt hắn vì sao có chút mê ly. Đây là bình thường, dù sao thời gian hôn mê tương đối dài, quan sát thêm chút thời gian xem sao. Thấy người phụ nữ còn muốn nói gì, bác sĩ còn nói, để bệnh nhân nghỉ ngơi trước, việc này không gấp được đâu. Người phụ nữ suy nghĩ một chút, vẫn là ngừng nói, chỉ lặng lặng ngồi ở bên giường bệnh hai tay nắm bàn tay vuông vắng, trong mắt che kín từng tầng sương mù. Phương Chính nghe hai người đối thoại, kết hợp trí nhớ, đại khái cũng hiểu được tình huống gì. Hôn mê bảy năm, thân thể sợ không phải đều rỉ sét rồi chứ. Ngay khi hắn cảm khái, thân thể phản phất có một dòng nước ấm đang chảy xuôi. ạ à, sẽ không đái dầm chứ. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, này dòng nước ấm không ngừng chảy qua thân thể mỗi một tất gốc làm như là tại chữa trị thân thể mỗi một cái tế bào phòng bệnh rất yên tĩnh phụ nữ sợ quấy rầy phương chính nghỉ ngơi phương chính cũng đang thích ứng ngày hôm sau phương chính rốt cục động mẹ nước nghe vậy người phụ nữ kích động muốn chết được được mẹ lập tức đi rót nước trải qua một ngày thích ứng phương chính rốt cục thích ứng thân thể này mà phần kia cảnh sát ký ức coi như là một giấc mộng đi ở trong mộng, hắn trải qua cũng không vui vẻ, cô độc một mình, mỗi ngày đều là trải qua lo lắng đề phòng, sinh tử biên giới sinh hoạt, nói thật, hắn đã chán ghét, chết một khắc kia, thậm chí cảm thấy là giải thoát. Người phụ nữ rất nhanh đã trở lại, phía sau còn có bác sĩ ngày hôm qua. Lại là một phen kiểm tra, Phương Chính lúc này đã có thể đứng lên đi đường, tuy rằng còn muốn đỡ đồ vật, nhưng đối với cái này bác sĩ vẫn là nhanh kinh rất cầm. Đây vẫn là người sao? cuối cùng phát hiện thân thể phương chính trị số hết thảy bình thường bác sĩ không khỏi cảm thán một câu tiểu tử tố chất thân thể tốt như vậy nói không chừng có thể thức tỉnh thiên phú cường đại phương chính nghe được sửng sốt một chút cái này bác sĩ tiểu thuyết xem nhiều rồi bác sĩ ha hả cười tỏ vẻ có chuyện khác phải bận có việc thì tìm anh trương lan chính là mẫu thân phương chính nguyên bản vẫn là vẻ mặt tươi cười nhưng nghe xong lời của bác sĩ sắc mặt lại trầm trọng lên đúng vậy ngày mỗi năm một lần lại chuẩn bị tới khi nhìn về phía phương chính trương lan không khỏi lo lắng lại một ngày phương chính thân thể khôi phục như thường có thể xuất viện tình huống này lại đổi mới cái kia bác sĩ tam quan ngày hôm nay trương lan vừa vui vẻ vừa khó xử bảy năm này rời quê hương biệt tỉnh hết thảy có thể bán đều bán nhà đã sớm không tồn tại trương lan suy đi nghĩ lại nếu phương chính đã khôi phục liền không có ở lại nơi này tất yếu, cuối cùng quyết định về quê nhà Thanh Thành, dù sao nơi đó nàng vẫn là nhận thức một ít người, về sau làm việc cũng thuận tiện một chút. Ngày hôm sau, Trương Lan liền mang theo phương chính, còn có một túi hành lý nhỏ ngồi lên tàu cao tốc, đêm đó liền đi tới Thanh Thành. Chi một cánh cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra. Phòng ốc liếc mắt một cái, hoàn toàn có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường hình dung, chỉ có một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế nhỏ, bên cạnh là một cái giường trải chiếu trúc cũ nát cùng tủ đầu giường thiếu một chân. Trương Lan thấy Phương Chính còn đứng ở ngoài cửa, cho là hắn không thích, lập tức nói ra, tiểu chính, đây chỉ là tạm thời, ngươi không thích, mẹ ngày mai liền đi tìm càng lớn phòng ở. Không đợi Trương Lan nói xong, Phương Chính lại một tay ông Trương Lan, không cần, mẹ, nơi này cũng rất tốt. Không xứng đáng. Nghe vậy, Trương Lan nước mắt tràn mi, những năm gần đây chịu ủy khuất, phản phất thoáng cái toàn bộ phát tiết ra tiếng khóc làm thế nào cũng không ngừng được lần này đến phương chính hoảng loạn tuy nói hắn hoàn toàn tiếp nhận trương lan nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp phải hắn cũng không có kinh nghiệm a à. một hồi lâu sau trương lan mới ngừng khóc lau khô nước mắt xấu hổ nói con cũng đói bụng đi mẹ cho con ăn mẹ để con đi phương chính đi theo sau trương lan này sao có thể ngươi bệnh còn không có khỏi trương lan lấy ra sớm chuẩn bị tốt gà mái vừa nói vừa lấy ra đau phương chính thấy vội vàng đoạt lấy ta thân thể sớm tốt hiện tại khỏe mạnh rất bữa cơm này để cho ta tới đi nhưng trương lan lại không nghĩ như vậy vẫn kiên trì tự mình động thủ không cẩn thận lưỡi dao liền vạch đến trương lan trên ngón tay máu tươi lập tức tuôn ra vết thương này rất sâu trương lan rít một tiếng sắc mặt thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại không sao tiểu chính không cần lo lắng phương chính cũng không tin vừa rồi rõ ràng chứng kiến miệng vết thương rất sâu bất quá hắn không có một tia bối rối hồi tưởng lại trong mộng cấp cứu tri thức cũng không biết quản không dùng được trước thử lại nói nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trong nhà căn bản không có công cụ đành phải tìm tới một kiện sạch sẽ quần áo cắt ra dùng để bao trát hắn cầm lấy ngón tay trương lan quả nhiên rất sâu gần như bị thương đến xương trong đầu hắn đều nghĩ phải làm sao bây giờ đúng lúc này một tia sáng xanh nổi lên bao bọc vết thương của trương lan hai người đều sửng sốt bất quá trương lan rất nhanh phản ứng lại sắc mặt trở nên càng trầm trọng chờ sau khi ánh sáng xanh biến mất nhìn vết thương biến mất trương lan rất khó coi quả nhiên như thế nhưng phương chính vẫn là một mặt mộng bức mặc dù là trong mộng phần kia trải qua để cho hắn tâm trí càng thêm thành thục ổn trọng nhưng trước mắt tình huống như cũ để cho hắn có một tia bối rối trương lan thở dài một tiếng nói đây là lực chữa trị phương chính vẻ mặt quái dị có muốn nghe ngươi nói cái gì hay không trương lan không thấy được phương chính biểu tình như tiếp tục nói tiểu chính nghe mẹ tuyệt đối không thể để cho người biết ngươi thức tỉnh chữa khỏi chi lực bằng không dù sao ngươi nghe mẹ việc này tuyệt đối không thể để cho những người khác biết không phải đây rốt cuộc cái gì là chữa khỏi chi lực phương chính cảm giác trương lan không giống nói đùa trương lan suy nghĩ một chút vẫn lấy ra một thanh đao nhìn đau lại rạch một đau trên tay thao tác này làm phương chính bối rối bệnh thần kinh a nào cậu giống như vừa rồi nói xong trương lan liền đưa tay đến trước mặt phương chính phương chính lúc này cũng không do dự hắn cũng muốn biết đây rốt cuộc là lực lượng gì nhưng lần này khi phương chính chạm vào vết thương lại cái gì cũng không phát sinh Trương Lan sửng sốt, lại nói, lúc trước ngươi nghĩ như thế nào, liền làm như thế đó. Nghĩ như thế nào? Không phải là cầm máu, rửa sạch vết thương, khép kín vết thương, băng bó. Đúng lúc này, lục quan lần nữa sáng lên, vết thương của Trương Lan mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu khép kín, vẻn vẹn một giây không tới liền hoàn toàn chữa khỏi, căn bản nhìn không ra có vết cắt. Nương theo lần trị liệu này, Phương Chính phản phất đầu óc đều thanh tĩnh một chút lại giống như làm một lần mát xa đầu sảng khoái. Nghiệm chứng năng lực, Phương Chính giờ phút này vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Hắn phát hiện nơi này cùng thế giới trong mộng kia không giống nhau. Cùng Phương Chính tương phản, Trương Lan sắc mặt thì khó coi rất nhiều, tuy rằng đã biết, nhưng nàng vẫn là có chút không tiếp thu được, các nàng nhà như thế nào khổ như vậy đâu. Nàng thở dài một tiếng, cả người giống như mất hồn, lưu lại Phương Chính một mình hỗn độn. Không phải bác sĩ trị liệu này không phải đều là bánh trái thơm ngon sao? Chương 2 Quỷ dị tai nạn xe cộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngày hôm sau, Phương Chính Thiên hơi sáng liền tỉnh, tuy rằng thân thể của hắn vẫn là rất suy yếu, nhưng biết rõ có phó tốt thân thể tầm quan trọng. Sau khi rửa mặt, thì ra còn muốn nói chuyện với Trương Lan, không ngờ Trương Lan ra ngoài sớm, hắn đành phải để lại giấy nhắn, tự mình ra ngoài chạy bộ gió nhẹ phất qua mặt, làm cho Phương Chính cả người tinh thần không ít. Cậu chạy dọc theo lề đường, chỉ là không bao lâu, hô hấp đã trở nên khó khăn, bước chân cũng bắt đầu mệt mỏi, bất quá cậu vẫn kiên trì, mặc dù tốc độ chậm một chút. Rất nhanh, hắn liền gặp được đồng dạng chạy bộ buổi sáng người, từng cái từ bên người hắn vượt qua, nhưng Phương Chính Thủy chung vẫn duy trì chính mình tiết tấu, ổn định hô hấp. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn rốt cục định chỉ chạy bộ đổi thành đi thông thả. Hai chân đã hơi run rẩy, trong lòng tính toán, chạy không tới 5 km. Tổ chức thân thể vẫn quá kém. Lúc này anh mới phát hiện mình đi tới một nơi khá hẻo lánh, trên đường cái xe cũng không nhiều hơn một chiếc, hai bên tất cả đều là núi, đường xi măng quanh co khúc khuỷu nhìn không thấy điểm cuối. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen từ bên người gào thét mà qua, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Hắn đang nói thầm đây là xe nhãn hiệu gì thì một tiếng vang thật lớn truyền đến đụng xe phương chính trong đầu trước tiên hiện lên ý niệm này thân thể càng là bản năng hướng thanh âm phương hướng chạy tới khi chiếc xe lần nữa xuất hiện trong tầm mắt lúc phương chính bỗng nhiên dừng bước có người hắn cũng không biết từ đâu tới cảm giác nguy cơ cả người theo bản năng trốn vào trong bụi cây xe con va chạm với một chiếc xe tải toàn bộ đầu xe đều biến hình bốc lên khói đen nồng đậm mà bên cạnh đang đứng một người đàn ông mặc áo đen hắn cũng không có áp dụng bất luận cái gì thi cứu biện pháp chỉ là nhìn vài lần trong xe hơi người bốn phía xác nhận không người sau mới tiến vào núi rừng biến mất không thấy rõ ràng người này cái gì cũng không làm nhưng cho phương chính cảm giác xác thực thập phần nguy hiểm hắn đang do dự muốn hay không đi ra ngoài cứu người lúc trong đầu truyền đến một trận đau đớn một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trong đầu cảnh tượng này cùng hắn bảy năm trước tai nạn xe cộ giống nhau như đúc trong hình ảnh hắn vẫn là một đứa bé đang ngồi ở ghế sau ngâm nga tiểu ca nhưng tài xế lại vẽ mặt ngưng trọng đột nhiên xe mất khống chế mặc cho tài xế đánh tay lái như thế nào cũng không có cách nào khống chế tốc độ xe càng lúc càng nhanh trực tiếp đụng vào xe tải lớn đang tới thời khắc cuối cùng người đàn ông kéo đứt dây an toàn lấy tốc độ cực nhanh chui vào ghế sau dùng thân thể che chở cậu bé ầm một tiếng cả chiếc xe chìm vào trong xe tải chỉ lộ ra nửa đoạn sau trong nháy mắt trước khi cậu bé hôn mê, nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu đen chậm rãi đi tới. Lông mày bên trái có một đạo mặt chữ quốc có sẹo. Phương Chính nắm chặt nắm đấm, rốt cục tỉnh lại trong hồi ức. Đó không phải là một tai nạn. Trong lòng đột nhiên có loại ngập trời hận ý, hắn thề, nhất định phải tìm được sát hại phụ thân hung thủ. Hắn vốn còn đang do dự, lập tức kiên định chạy về phía chiếc xe. Người người muốn giết, ta càng muốn cứu phương chính vừa chạy vừa cởi áo che mặt hắn thủy chung không quên lời của trương lan đừng để cho người ta biết năng lực của mình rất nhanh anh đi tới trước xe chỗ đầu xe đang bốc khói đen trong lòng phương chính lọc bọc một chút nhất định phải mau chóng cứu người trong xe trước sau mỗi người ngồi một người tài xế là một người đàn ông trung niên nửa người dưới đã bị đè vào trong xe ghế sau là một cô gái mặc dù có dây an toàn bảo vệ cả người vẫn đụng vào ghế ngồi máu tươi nhuộm đỏ cả mặt, một chân dùng một loại góc độ quỷ dị uống lượng. Phương Chính không chút nghĩ ngợi, lập tức kéo phía sau cửa xe, so với tài xế, nữ sinh kia càng dễ dàng cứu. Cửa xe rất chặt, căn bản không thể mở ra, hắn không cần nghĩ ngợi dùng khuỷu tay đụng vào cửa sổ xe, mở khóa xe, động tác rất thuần thục, tự như đã luyện qua, ngoại trừ cánh tay có chút tê dại. Sau khi anh nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện nữ sinh không bị kẹt rõ ràng, lập tức chuyển cô đến ven đường còn có tim đập nhất thời không chết được sau đó quay lại tiến hành cứu tài xế chỉ là tài xế kẹt thật sự quá chặt căn bản không thể nào xuống tay không xong không có tim đập trong lòng phương chính lột bọp một chút lập tức thử sử dụng lực chữa trị cầm máu tiếp nối khép lại lục quang xuất hiện lái xe thân thể bị lục quang bao vây thần kỳ bắt đầu chữa trị đứng lên không đến một phút đồng hồ Phương Chính phản phất bị rút sạch đồng dạng, lái xe thân thể cũng kỳ tích hoàn hảo như lúc ban đầu. Hồ Phương Chính đang thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc lại phát hiện, tài xế chỉ là thân thể khôi phục, nhưng vẫn như cũ không có tim đập. Chuyện gì xảy ra? Từ từ tia lửa. Phương Chính còn muốn thử lại thì, lại phát hiện trên xe dĩ nhiên toát ra ánh lửa. Lập tức cảm thấy không ổn, hắn đành phải buông tha, quyết đoán rời xa xe, dây tiếp theo, Xe liền bốc cháy hừng hực lửa. Đối với tài xế, Phương Chính cũng không có gì phải ấy nấy, hắn đã làm hắn nên làm. Quay đầu, hắn liền đi về phía cô gái kia, hiện tại mới phát hiện, cô gái này cùng mình kém không nhiều tuổi, ngũ quan đoan chính, cực kỳ đẹp mắt. Phương Chính dứt bỏ tạp niệm, lần nữa sử dụng chữa khỏi lực, hắn phát hiện nếu như không tập trung tinh thần, căn bản không cách nào sử dụng lực lượng này. Rất nhanh, nữ tử thân thể đã khôi phục lại, đồng thời Phương Chính cũng phát hiện thể lực của mình dĩ nhiên cũng thần kỳ khôi phục không ít. Hắn cảm giác mỗi lần sử dụng chữa khỏi chi lực lúc, đều phản phất có cái gì hấp thu vào trong cơ thể đồng dạng, thân thể liền thần kỳ trở nên thư sướng. Ngày hôm qua là như vậy, đối với tài xế sử dụng cũng là như vậy, vừa rồi càng là như thế, tuy rằng không biết vì sao, nhưng hẳn là chuyện tốt. Nhìn thấy nữ tử hiện tại chỉ là bị vây trong hôn mê, Phương Chính đã muốn rời đi, nhưng một giây sau hắn lại ở trên người nữ tử tìm một chút rốt cục tìm được điện thoại di động cũng bấm số điện thoại của phụ thân anh không nói gì chỉ đặt điện thoại di động bên cạnh cô gái lấy cách ăn mặc của nữ tử cùng trình độ xa hoa của xe hơi tin tưởng phụ thân này hẳn là có năng lực tìm được sau khi làm xong tất cả phương chính nhanh chóng rời khỏi hiện trường đồng dạng biến mất ở trong núi rừng phương chính không biết tại sao mình lại cẩn thận như vậy nhưng người xưa nói đúng cẩn thận lái thuyền vạn năm. Hắn không xác định hắc y nhân có thật sự đã rời đi hay không, đành phải cẩn thận lại cẩn thận. Xuyên toa tại trong núi rừng, Phương Chính phát hiện mình tự hồ cũng không có quá nhiều không thích ứng. Kinh nghiệm trong mộng ở thế giới này giống như đều thích hợp, hắn cảm giác mình tự như mở treo. Các loại thủ đoạn phản điều tra phản theo dõi đều nhất nhất dùng tới. Phỏng chừng cho dù hắc y nhân kia không đi, cũng không có khả năng theo dõi được mình. Bên kia, sự thật chứng minh phương chính cẩn thận là không sai. hắc y nhân quả nhiên không rời đi, chỉ trốn trong rừng cây lẳng lặng nhìn. khi nhìn thấy phương chính tiến hành cứu lúc, hắn cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản. mục đích của hắn cũng không phải muốn giết người, mà là cho người nọ một cái cảnh cáo. khi cần thiết, hắn cũng sẽ đem nữ tử cứu xuống. nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, phương chính lại có thể sử dụng lợi hại như thế thuật trị liệu. hắn đối với nữ tử kiểm tra một phen lập tức khẳng định phỏng đoán của mình có thể đem một người trọng thương khôi phục hoàn hảo hoặc là thiên phú rất mạnh hoặc là đẳng cấp rất cao cũng bởi vậy hắn mới buông tha cho đem phương chính khống chế lên ý nghĩ cao cấp như vậy trị liệu sư nhất định là cái nào đó thế lực cường đại độc chiếm đụng vào liền chết cái loại này tuy rằng không thể chiếm làm của riêng nhưng nhìn xem là thế lực nào cũng tốt nhưng là người áo đen chỉ theo dõi một hồi liền mất đi phương chính tung tích Lần này hắn càng thêm chắc chắn thân phận người này không đơn giản. Không bao lâu, đã có từng chiếc xe đi tới hiện trường sự cố, trận chiến đó cũng không thua gì ngôi sao nổi tiếng đi du lịch. Bất quá đối với cái này, Phương Chính một mực không biết, lúc này, hắn đã hướng trong nhà đi đến. Chương 3. Trị liệu sư là thảm nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tốc độ trở về này là Phương Chính chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy. Hơn nữa vừa mới tiêu hao hết thể lực, phản phất đều đã trở lại, đừng nhìn hắn hiện tại thân thể da bọc xương, khí lực cùng sức chịu đựng tuyệt không kém. Vốn đây là chuyện đáng mừng, nhưng trên đường trở về, vẫn nghe được chuyện không gian tân thủ, khiến lực chú ý của hắn thoáng cái bị hấp dẫn. Thế giới này đồng dạng có điện thoại di động có internet, kỳ thật chỉ cần hơi lên mạng một chút là có thể tìm được tất cả đều là tin tức không gian người mới. Đáng tiếc phương chính thân không có xu dính túi chớ nói chi là điện thoại di động. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, mới biết được tin tức không gian người mới ngày 1 tháng 8 mở ra. Đối với việc này, Phương Chính Phi thường tò mò, bởi vì trình độ đàm luận này không hề thấp hơn kỳ thi tốt nghiệp trung học của thế giới kia. Bất kể là người qua đường nói chuyện hay là quảng cáo ngoài trời, hầu như đều có thể nhìn thấy thông tin liên quan. Trải qua mấy ngày này quan sát, Phương Chính cơ bản có thể xác định, nơi này cùng trong mộng thế giới là không giống nhau nơi này không có vũ khí nóng nhưng có càng cường đại mà thần bí dị năng hơn nửa loại dị năng này tựa hồ cũng giống như vũ khí nóng của thế giới kia nổi tiếng là thường thức cơ bản không được nhất định phải hiểu rõ vô luận là về thế giới này hay là năng lực của bản thân phương chính bất thiết muốn biết về đến nhà trương lan đã chuẩn bị xong bữa sáng nhìn thấy phương chính trở về nàng cũng trước tiên nên đón tiểu chính thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, không cần vội vã rèn luyện, vạn nhất lại làm bị thương có thể làm sao bây giờ. Trương Lan vừa nói xong liền nhìn thấy Phương Chính trên cánh tay vết máu, này chuyện gì xảy ra? Phương Chính cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện trên khuỷu tay quả thật có một đạo vết máu, hẳn là cứu người lúc làm, nhưng hắn nhưng không có chút nào phát hiện, mà hiện tại hắn phát hiện lúc, trên cánh tay vết thương đã bắt đầu kết vẫy. Cái này khôi phục năng lực, ngay cả phương chính chính mình đều hoảng sợ hắn dám cam đoan cũng không có đối với mình sử dụng qua chữa khỏi lực trương lan vốn còn hoảng hốt sau khi nhìn thấy vết thương kết vẫy cũng yên tâm nàng ngược lại không có nghi vấn năng lực của tiểu chính còn không thuần thục không hoàn toàn chữa khỏi cũng là bình thường bất quá nàng vẫn là lời thấm thía nói mặc dù ngươi có chữa khỏi lực nhưng ngàn vạn lần không thể tùy tiện sử dụng càng không thể bại lộ ở những người khác trước mặt năng lực này không phải rất mạnh, rất được hoan nghênh sao? Phương Chính rốt cục hỏi ra một mực vây ở trong lòng vấn đề. Chưa từng ăn thịt heo, chưa từng thấy heo chạy sao? Vô luận là trò chơi hay là hiện thực, mục sư, bác sĩ loại này có năng lực trị liệu người, đều là thập phần được hoan nghênh, căn bản không lo không ai nịnh bợ. Trương Lan Thanh âm thoáng cái ngừng lại, nàng đột nhiên phát hiện, Phương Chính tuy rằng hôn mê 7 năm, nhưng tâm trí lại không giống dừng lại ở 11 tuổi cô suy nghĩ nhiều lần vẫn quyết định nói ra sự thật nếu con chỉ là một bác sĩ bình thường hoặc là một nhà luyện dược mẹ tin rằng nửa đời sau con không cần phải lo lắng nhưng con lại là một nhà trị liệu nắm giữ năng lực chữa trị mạnh mẽ sống lại với cánh tay cụt sống chết chết đi sống lại cái nào không phải là một sự tồn tại kỳ diệu nhưng một nhà trị liệu có thể dễ dàng làm được thật là một sự tồn tại khủng khiếp khi bạn có thể kiểm soát một nhà trị liệu như vậy phương chính nhíu chặt mày hắn chú ý tới một cái từ ngữ trương lan nói không phải nhận thức hoặc là cái khác mà là khống chế trương lan không để ý tới biểu tình của phương chính tiếp tục nói nàng cần làm cho phương chính nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này mỗi một kỹ năng của nhà trị liệu đều liên quan đến trị liệu nói cách khác nhà trị liệu không có một chút sức chiến đấu điều này nói rõ hắn nhất định phải dựa vào cường giả khác mới có thể sống sót đây không phải hỗ trợ lẫn nhau sao Phương Chính nghi hoặc nói. Trương Lan lắc đầu, có lẽ lúc đầu là như vậy, nhưng sau đó phát hiện thay vì mỗi lần đều phải nhờ người trị liệu, còn không bằng trực tiếp khống chế, chuyên cung cấp cho mình sử dụng thì tiện hơn. Phương Chính biến sắc, cái này thật sự có thể làm được sao? Lúc mới bắt đầu có lẽ là cưỡng bức dụ dỗ, hiện tại đều là trực tiếp trót độc dược, khống chế tâm thần, càng có cường đại trực tiếp nô dịch linh hồn, gặp phải có lương tâm, còn có thể áo cơm không lo, nhưng gặp phải hắc sống so với chó còn thảm hơn mặc cho người ta bài bố tóm lại không có tự do là khẳng định trương lan chính mình nói cũng có chút sợ hãi nàng thậm chí sợ hãi chính mình sẽ trở thành nhi tử nhược điểm bị người xấu bức bách chính trực phục tùng lúc này phương chính sắc mặt như thường trong lòng không tự giác cười lạnh mặc cho người ta bài bố là không có khả năng tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này phát sinh lần nữa bất quá hắn cũng hiểu vì sao trương lan vẫn cường điệu chẳng lẽ không ai quản sao? Về gì đâu? Phan Gen tin rằng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra ở một thế giới khác, nơi ZF là dành cho người dân. Trương Lan lắc đầu, quản, cũng mặc kệ. Không quyền không thể dám làm như vậy, dây tiếp theo đã bị bắt đi phanh thay, nhưng nếu là... Trương Lan không nói tiếp, cũng không dám nói. Kỳ thật loại chuyện này căn bản không có khả năng đặt ở ngoài sáng, về gì muốn tra, cũng tương đối khó khăn, hơn nữa dám làm như vậy, đều là thế lực lớn, đại gia tộc. Khi mọi người đều có lực lượng vũ trang, thậm chí vượt ra ngoài cổ máy dê di, luật pháp không còn có thể hạn chế nó. huống hồ vì chút lợi ích, người bí quá hóa liều còn ít sao? Không chút nào khoa trương nói một câu, một cái tam lưu gia tộc nếu như đạt được một cái trị liệu sư, lập tức có thể nhảy lên đến nhị lưu gia tộc. Điều này làm cho người ta làm sao không điên cuồng. Phương Chính nghe vậy dây hiểu, hắn tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ, pháp luật thường thường ước thúc đều là kẻ yếu. Nhất là cái này không có nhận 24 chữ chân ngôn tẩy lệ thế giới, giá trị quan nhiều ít có chút vặn vẹo. Mẹ giúp con liên lạc với trường học, ngày mai con bắt đầu đi học đi, tuy rằng thời gian gấp một chút, nhưng học nhiều một chút, sẽ có thêm một phần sinh cơ. Thấy Phương Chính không nói lời nào, Trương Lan cũng không tiếp tục đề tài kia, bất quá nói đến đây, Lo lắng trên mặt nàng lại hoàn toàn không che giấu được. Nếu có thể, cô ấy muốn dậy muộn vài tháng để anh ấy có thể vào không gian mới vào năm sau. Không gian Tân Thủ là mỗi năm ngày 1 tháng 8 mở ra một lần, chỉ cần tròn 18 tuổi, thân thể khỏe mạnh đều sẽ bị tự động truyền tống vào không gian Tân Thủ, càng không thể quấy nhiễu, bất quá mỗi người cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội. Không gian này đã tồn tại trên trăm năm, nhưng vẫn không ai biết là ai sáng lập nói đến tân thủ không gian, phương chính cái này cũng tới hứng thú, lúc này hỏi. Tân thủ không gian rốt cuộc là cái gì? Đối với vấn đề này, Trương Lan ngược lại là không có kinh ngạc, dù sao phương chính 11 tuổi liền bắt đầu hôn mê, vẫn là 7 năm lâu, không biết cũng là bình thường. Cô Kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật đây là cái gì mẹ cũng không rõ ràng lắm, hoặc là nói trên đời không ai rõ ràng, nó không có ý thức chủ quan, chỉ là đến thời gian đặc biệt sẽ mở ra, đem người phù hợp điều kiện truyền tống vào tiến vào tân thủ không gian chúng ta liền có thể xem xét chính mình thuộc tính bản thậm chí có thể thức tỉnh thiên phú sử dụng thiên phú kỹ năng phương chính nghe cảm giác có chút không đúng đường cái này sao nghe giống game online trương lan vừa định triển lãm một chút bản thuộc tính của mình có thể nghĩ đến phương chính còn không có thức tỉnh là không cách nào nhìn thấy liền thôi người cũng có thể lý giải thành trò chơi ở bên trong đánh quái thăng cấp nói đến đây sắc mặt nàng liền ngưng trọng kỳ thật không gian tân thủ không nguy hiểm bằng các vị không gian khác nhưng thương vong hàng năm đều cao không dưới có bị yêu thú giết chết cũng có bị người một nhà hố chết dù sao tại cái kia không có ước thúc thế giới căn bản không có an toàn đáng nói chương 4 sử thượng phế nhất người ăn gian bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 5 Học sinh chuyển trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 6 Cơ sở tu luyện nhập môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 7 Nghe ta nói cảm ơn ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 8 Tổng Giang Sông bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Chuyện cũ năm xưa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bốn chiều thuộc tính Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.